Ngay sau khi được 100% số đại biểu có mặt bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã có bài phát biểu ra mắt lãnh đạo và nhân dân thủ đô. Trước tiên, ông Chu Ngọc Anh chân thành cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thay mặt cho nhân dân thủ đô tại cuộc họp ngày hôm nay đã tín nhiệm giao cho tôi giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân và toàn thể nhân dân các dân tộc của thành phố tin cậy giao cho. Tôi xin khẳng định với các đại biểu Hội đồng Nhân dân, toàn thể nhân dân thủ đô, nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Luật Thủ đô và các quy chế làm việc của thành phố, không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân thành phố, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hứa, ông Chu Ngọc Anh cũng cho biết sẽ cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả hệ thống chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục bám sát thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, 4 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn năm 2016 đến năm 2020, tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động năm 2020 và kế hoạch công tác quý tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện kế hoạch đã đề ra để phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên. Ông Chu Ngọc Anh cũng cho biết sẽ bám sát các chỉ đạo của TU Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, tập trung triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để vừa đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển thủ đô toàn diện và bền vững, vừa phát huy được các giá trị của thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của quốc gia. Phát huy vị thế, vai trò của thủ đô gắn kết trực tiếp với các cơ quan TU, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và hội tụ nguồn nhân lực trình độ cao. Thúc đẩy và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng lực quản lý và chuyên môn, đồng thời tăng cường phân cấp quản lý, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ. Xây dựng và phát triển thủ đô toàn diện, bền vững trên nhiệm vụ mới, ông Chu Ngọc Anh cũng rất mong muốn và hy vọng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đương nhiệm về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển thủ đô. Ông Chu Ngọc Anh mong muốn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông qua hoạt động giám sát trên tinh thần trách nhiệm chung, thường xuyên có những trao đổi, tương tác để công tác lãnh đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố hiệu quả, chấp hành đúng các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố. Mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể nhân dân thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền từ khâu hoạch định chủ trương chính sách đến khâu tổ chức thực hiện nhằm giúp cho công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Có được những chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ nêu trên chính là phương pháp xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn dân, là điều kiện thuận lợi để phát huy các giá trị văn hóa, con người, khai thác các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành TU, các tỉnh bạn và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong tiến trình xây dựng và phát triển thủ đô toàn diện, bền vững. Tân Chủ tịch UUBNDTP Hà Nội nhấn mạnh.